chào Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài đầu tiên liệu washington có cắt bỏ tất cả các mối quan hệ với bắc kinh hay không tiếp theo những ngôn ngữ rất mạnh bạo của các ứng cử viên tổng thống bên đảng cộng hòa và năm nay kể cả bên đảng dân chủ thì cũng không có thiện cảm gì với lại phía của cộng sản trung quốc như vậy thì cái xu thế sắp tới liệu Washington có cắt bỏ các mối quan hệ này không, quý vị? Đó sẽ là bài phân tích trong cái hiếu tin nhật ký phần một của phong ngày hôm nay. Trước khi đi vào các cái phần mà gọi là phân tích này, thì quý vị ngoại trừ ông Trump ra là người đã thúc đẩy cái chính sách cứng rắn và mở ra cuộc chiến mậu dịch với cộng sản Trung Quốc từ năm 2018 và kể từ đó đến nay, thì gần như là phía đảng dân chủ, phía đảng cộng hòa đều có những chính sách cứng rắn với cộng sản Trung Quốc và hiện nay thì bên phía đảng dân chủ vẫn là Joe Biden dẫn đầu trong các dẫn đầu và có lẽ là nhân vật sẽ được chọn làm tái tranh cử cho đảng dân chủ thì một lát chúng ta sẽ nói về Joe Biden. Tuy nhiên ở đây thì tôi sẽ nói thêm về một số những ứng cử viên của đảng cộng hòa ngoại trừ ông Trump ra khi mà ông đã thúc đẩy một cái chính sách cụ thể chống Trung Quốc và mở cuộc chiến bầu dịch với Trung Quốc ra các ứng cử viên khác của Đảng Cộng hòa liệu có đi theo con đường mà ông Trump đã vạch ra hay không? Quý vị, hầu hết tất cả các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong chính sách đối ngoại tham mà đôi lúc còn đối nội nữa, họ đều có những ngôn ngữ cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc. Quý vị, đầu tiên hết là nhân vật kế ông Trump, tức là Ron DeSantis, thống đốc của tiểu bang Florida đã đưa ra một cái lời chỉ trích mạnh mẽ với Cộng sản Trung Quốc trong cái chiến dịch tranh cử của ông. Ron DeSantis trong cái lời phát biểu trong chiến dịch tranh cử đã chỉ trích Trung Quốc và các cái quyền lực của các công ty về biết uh, uh, biết uh, Company tức là những công ty lớn một trong những ứng cử viên đảng cộng tổng thống của đảng cộng hòa là ông john DeSantis đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ trung quốc và nói rằng ông mô tả các cái việc mà gọi là cứu giúp cho các cái công ty lớn và có thể sẽ làm việc lại với quỹ dự trữ liên bang trong vấn đề gọi là kinh tế và trong đó ông cho thấy rằng là phía trung quốc đang tìm cách gọi là ông sẽ siết chặt tất cả trung quốc về vấn đề kỹ nghệ về kỹ thuật và ông cáo buộc rằng là cái quốc gia ở Đông Nam Á này đã đang tìm cách phá hủy đất nước Hoa Kỳ. Đây là được xem là lời phát biểu của ông Ron DeSantis đã đưa ra. Và quý vị, thời gian vừa qua thì ông làm thống đốc. Ông đã liên tục ban hành một số những cái luật lệ được xem là cứng rắn đối với Trung Quốc. Trong đó bao gồm luôn việc cấm người công dân Trung Quốc đến đến Florida để mua các cái vùng đất nông nghiệp thì cái việc này vốn đã được uh, tòa án ủng hộ và không ngăn chặn bất kỳ một cái uh, uh, lệnh nào của ông liên quan tới Trung Quốc, đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai, nhân vật thứ hai là bà Nikki Haley, một trong những uh, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc và bà đã lay out, tức là bà đã đưa ra một cái uh, chiến lược đối phó với Trung Quốc và theo đó bà kêu gọi là chấm dứt các mối quan hệ với Trung Quốc. Quý vị nữ cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Quốc và là cựu giám đốc của tiểu bang South Carolina bà Nikki Haley đã lên tiếng và bà đã đưa ra một cái chiến lược về với vấn đề của Trung Quốc gọi Trung Quốc là một trong những mối đe dọa lớn nhất của an ninh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ bà Nikki Haley trong ngày thứ ba đã đưa ra một kế hoạch đối đầu của Hoa Kỳ với cái quốc gia được xem là kẻ thù số một của Hoa Kỳ nếu bà được đắc cử làm tổng thống và trong cái chính sách đối ngoại à, vị cựu đại sứ hoa kỳ tại liên Quốc và là thành viên của đảng cộng hòa trong vai trò ứng cử viên tổng thống cáo buộc ông joe biden và kể cả cựu tổng thống trump mà bà lên tiếng và đã nói rằng là cả hai đều à, à, không có đủ mà gọi là mạnh mẽ để đối phó với trung quốc và phát biểu ở tại cái à, viện nghiên cứu chiến lược gọi là american enterprise institute of washington bà cho biết là À, bà lời cảnh cáo của bà đưa ra sau khi mà bà nhận thấy rằng là trung quốc đã tăng cường quyền lực về quân sự à, lạm dụng về nhân quyền và à, bất có những thách thức với quyền lợi của hoa kỳ trong đó bà nói rằng là các quốc gia cần phải suy nghĩ cẩn thận sáng tạo liên quan tới và can đảm đối với trung quốc bà lên tiếng chỉ ra trung quốc vẫn tiếp tục có những hành động lạm dụng nhân quyền ở hồng kông và tân cương đe dọa đà tấn công đài loan và ra lệnh cho các tàu chiến cũng như các chiến đấu cơ của họ là khiêu khích à, hoa tàu chiến và các máy bay của Hoa Kỳ và cũng cũng như là nói đến cái việc mà chế uh, kinh khí cầu gián điệp của họ của Trung Quốc đã bay lên lãnh thổ Hoa Kỳ và thành lập một cái căn cứ gián điệp tại Cuba đánh cắp các cái sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ và điều này không phải nhờ là những điều này không phải là ngẫu nhiên họ đang có một cái mục tiêu lớn là của đảng cộng sản và độc tài này là tìm cách phá hủy quyền lực của Hoa Kỳ và đánh bại lực lượng Hoa Kỳ và kể cả kinh tế của Hoa Kỳ và ứng cử viên này lên tiếng và cáo buộc Trung Quốc đã tìm cách che đậy cái nguyên thủy của của cái đại dịch Covid-19 và nói rằng à Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho cái đại dịch tệ hại trên toàn thế giới trong một thế kỷ qua và nó lên tới 20 triệu người chết và trên đó thì bà cho rằng là phía ông Trump và kể cả ông Biden đều không có đủ mạnh để mà đối phó với Trung Quốc, đó là lời phát biểu của bà Nikki Haley và bên cạnh đó thì một trong những ngôi sao đang từ từ bò điểm lên là nhà tài phiệt của uh, gốc Ấn Độ người Hoa Kỳ nhưng mà gốc Ấn Độ là Vivek Ramaswamy cũng đã lên tiếng và nhắc lại cái chủ nghĩa thực dụng của tổng thống Nixon trong vấn đề của Nga Trung Quốc và Đài Loan. Ông uh, Vivek Ramaswamy đã lên cam kết rằng sẽ thích áp dụng lại cái chủ nghĩa thực dụng của ông Nixon trong vấn đề của Nga. Trung Quốc và Đài Loan. Đây là lời phát biểu của ông và ông đã lên tiếng và cam kết bảo vệ Đài Loan và nơi được xem là cái nơi sản xuất về semiconductor. Và đây là một trong những lời phát biểu của ông khi mà ông phát biểu tại Richard Nixon Presidential Library ở York Balinda, California ngày 17 tháng 8. Thì ông đã lên tiếng và nhắc là những như tổng thống ngày xưa bao gồm có George Washington, James Morrow và ông Nixon trong đó nói rằng cái chủ nghĩa thực dụng này là một cái quyền lợi để mà có thể uh, chính uh, chấn chỉnh cái chính sách đối ngoại của ông. Và trong đó thì uh, ông nhắc lại rất là nhiều những cái uh, sáng kiến và điều chủ yếu là nhắm vào Trung Quốc. Quý vị các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa hầu hết đều uh, trong chính sách đối ngoại. Họ không nhắc nhiều tới Nga và Ukraine. Họ nhấn mạnh tới Trung Quốc. Họ nhấn mạnh tới cái sự đe dọa của Trung Quốc. Và cái uh, tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Như vậy thì một bức tranh rất là rõ ràng. Các thành viên và các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, kể cả ông Trump, đều có những cái chính sách cứng rắn đối với Cộng sản Trung Quốc. Và dường như chính sách này được xem là một trong những chính sách thu hút nhiều cử tri của Đảng Cộng Hòa và khối cử tri độc lập. Do đó, họ nhấn mạnh rất nhiều. Như vậy thì quý vị, có nghĩa là xu thế của Hoa Kỳ có phải là bắt đầu quay sang và xem Trung Quốc là một kẻ thù thật sự hay không. Bây giờ chúng ta thấy được một nửa nước Mỹ, tức là những người bỏ phiếu theo đảng Cộng Hòa. Và những cử tri của đảng Cộng Hòa đồng loạt lên tiếng đều có những cái hành động gọi là lên án Trung Quốc và đòi hỏi phải cứng rắn hơn với Trung Quốc. Riêng bên đảng Dân Chủ thì sao? Quý vị, bên đảng Dân Chủ trước mắt thì chúng ta thấy là Joe Biden vẫn tái tranh cử chức tổng thống. Và chúng ta vẫn đánh giá ông này có một cái thái độ nhu nhược mềm dẻo với cộng sản trung quốc đặc biệt là ông gửi ba nhân vật quan trọng và sắp sửa nhân vật thứ tư tới trung quốc thứ nhất là ngoại trưởng hoa kỳ ông anthony blinken thứ hai là bà janet yellen và thứ ba là john kerry đặc sứ môi trường của joe biden liên tục bay tới trung quốc và từ cái điểm này chúng ta cho rằng là joe biden đã quá mềm yếu và nhu nhược với cộng sản trung quốc tuy nhiên sau chuyến đi của ba người này thì Joe Biden ngay lập tức đã ký một sắc lệnh trong đó là nghiêm cấm các cái nguồn đầu tư của Hoa Kỳ nhắm vào cái ngành kỹ thuật nhạy cảm ở Trung Quốc gồm có semiconductor, quantum computing và AI tức là artificial intelligence tức là về chất bán dẫn, về điện toán lượng tử và về trí tuệ nhân tạo và sắc lệnh này được xem là cấm tất cả các công ty của Hoa Kỳ và các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ đầu tư vào lĩnh vực này ở Trung Quốc. Quý vị, đây là một trong những cái điểm chính mà Joe Biden đã đưa ra ngay sau chuyến đi của ba người được xem là nằm trong nội các của ông ta. Và sắp sửa chuyến thứ tư là của bà Gina Raimondo. Gina Raimondo có thể viếng thăm Trung Quốc vào từ đây cho tới cuối tháng. Tức là hôm nay là ngày 18 rồi. Cuối tháng là 31. Còn có mười mấy ngày nữa thôi quý vị. Thì sau chuyến đi thì liệu Joe Biden lại áp dụng thêm cái chính sách cứng rắn nào? sau mỗi một chuyến đi, thì quý vị chúng ta chỉ biết. tuy nhiên, thì à, bề ngoài chúng ta thấy Joe Biden rất chậm chạp trong cái chiến lược uh, gọi là chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu và đối đầu với Trung Quốc. nhưng à, cái, cái lộ trình này nó không dừng lại, nó đi rất chậm, nhưng nó không dừng lại, nó vẫn tiến về phía cái hướng mà Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu và Joe Biden đã liên tục có những cái chính sách được xem là cứng rắn với Trung Quốc. mặc dù ông ta uh, về mặt ngoại giao ông ta vẫn tuyên bố là duy trì đối thoại với Trung Quốc và vẫn tiếp tục tiếp tìm cách tiếp cận Trung Quốc. Thì quý vị, những dấu hiệu này cho quý vị thấy rằng là cái xu thế của Hoa Kỳ không phải chỉ có một nửa quốc gia. Tức là có một nửa những người đi theo Đảng Cộng hòa và những cử tri của Đảng Cộng hòa mong muốn cứng rắn với Trung Quốc mà ngay cả phía dân chủ cũng vậy. Do đó, Joe Biden đã phải tiếp tục thực hiện những chính sách mà được xem là cứng rắn với Trung Quốc mặc dù trên ngôn ngữ của ông ta thì mềm dẻo. Thì quý vị thấy rõ ràng là cái chính sách này nó rõ nét. Nó rõ nét từ bên Đảng dân chủ và Đảng Cộng hòa. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu Washington có sẵn sàng cắt bỏ các mối quan hệ với Trung Quốc chưa? Và nếu cắt bỏ thì đồng minh của Hoa Kỳ ở Á châu và Âu châu sẽ phản ứng như thế nào? Đó là cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều quan tâm và đi kiếm câu trả lời. Thì bây giờ chúng ta đi vào phân tích xem với cái trình bày vừa rồi của tôi cho thấy rằng là cái xu thế của Hoa Kỳ là càng lúc càng cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc, muốn cô lập Cộng sản Trung Quốc và đồng thời tách rời Cộng sản Trung Quốc. Thì quý vị, vấn đề còn lớn gấn còn lại là trong 30 năm phát triển kinh tế thì Hoa Kỳ đã tạo rất nhiều cơ hội cho Bắc Kinh xâm nhập vào rất rất nhiều lĩnh vực và có những mối quan hệ không dứt bỏ được. Thì quý vị, đây tôi gọi là một cái mối quan hệ đang xen rất phức tạp và nếu cắt bỏ thì chuyện gì xảy ra? Quý vị, trong cái lời phát biểu của bà Nikki Haley, trong đó bà kêu gọi là cắt bỏ hoàn toàn tối huệ quốc đối với Trung Quốc, vốn đã được Bill Clinton ký vĩnh viễn. Trước đây khi mà Trung Quốc mở cửa ra kinh tế ra thế giới bên ngoài và dưới thời của Giang Trạch Dân sau khi mà Bill Clinton lên làm tổng thống, thì quý vị, lúc đó cái tối huệ quốc này được duyệt xét hàng năm, tức là mỗi năm cứu xét một lần để đánh giá tình hình của Trung Quốc về à, hệ thống chính trị, về à, nhân quyền, về môi trường đại khái như vậy thì mỗi một năm họ duyệt xét một lần và họ ta, à, ta tái ký lại cái tối hệ quốc cho Trung Quốc. Tối hệ quốc tức là giao thương và dành cho Trung Quốc có một cái thuế được ưu đãi trong cái tính tính cách là một quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, những năm cuối cùng của cái à, nhiệm kỳ tổng thống của Bill Clinton ông ta đã thúc đẩy mạnh hơn cái thị trường Trung Quốc. Do đó, ông ta tiến tới việc ký một cái sắc lệnh hành pháp, trong đó là ban hành cái tối hội quốc vĩnh viễn cho Trung Quốc, tức là permanent luôn. Thì quý vị, đây là một cái một cái sắc lệnh của Joe Biden đã ký năm 1998. Và chính cái sắc lệnh này, nó dẫn tới việc mà mở đường cho Trung Quốc đã bắt đầu có những cái phát triển ồ và tới ngày hôm nay họ chiếm lĩnh cái vị trí thứ hai nền kinh tế trên toàn cầu sau hoa kỳ và trở thành một mối đe dọa lớn nhất của hoa kỳ thì quý vị bà nikki haley đã kêu gọi là nếu bà là đắc cử tổng thống chuyện đầu tiên bà làm là sẽ ký xác lệnh hủy bỏ cái uh, tối hội quốc vĩnh viễn này và sẽ duyệt xét mỗi năm tương tự như trước đây thì quý vị đây là một trong những chính sách cứng rắn gần như là sẽ tách rời trung quốc <laughs> đồng thời quý vị các đại công ty gồm có google rồi uh, amazon rồi apple rồi uh, microsoft intel uh, uh, rồi Qualcomm. tất cả những công ty này đều có mối quan hệ với trung quốc và giờ đây họ đã nhận được tín hiệu tức là nhận được cái uh, dấu hiệu từ chính phủ hoa kỳ và từ quốc hội hoa kỳ và họ bắt đầu giảm bớt tất cả những cái mối làm ăn của họ tại Trung Quốc. Ngay cả Intel trong tuần này phải hủy bỏ việc mua lại một công ty semiconductor của Trung Quốc trị giá 5.4 tỷ Mỹ kim. Apple tuyên bố là sẽ dời tất cả công sự của họ qua Ấn Độ. Trong khi đó thì uh, Nvidia, tức là công ty sản xuất về uh, uh, cái uh, video card uh, video card đó thì và chip điện tử đó thì họ chỉ uh, yêu cầu là cho phép họ cung cấp lại cái dịch vụ đã cung cấp cho một số công ty của Trung Quốc. Thì quý vị, điều này cho thấy rằng là tất cả đều phải chuẩn bị cho một cái kịch bản cuối cùng. Hoa Kỳ sẽ cắt bỏ toàn bộ mối quan hệ với Trung Quốc. Tất cả các công ty của Hoa Kỳ đã được lệnh, và không phải được lệnh, mà phải nói là được đè, nhận được cái đèn báo hiệu là họ phải rút nguồn đầu tư ra khỏi Trung Quốc. Đồng thời sẽ phải à, giảm dần cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc lên họ trong đó đặc biệt là công ty Amazon. Amazon đã cho xóa bỏ trên 3.000 chương mục, trên 3.000 cái chương mục từ Trung Quốc bán hàng. Và bây giờ chỉ còn lại cái công ty duy nhất mà có thể nói là có mối quan hệ với Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng là Microsoft. Microsoft vẫn chưa lên tiếng trong cái vấn đề là họ có rút cái nguồn đầu tư của họ ra khỏi Trung Quốc và từ từ giảm đi cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc lên họ hay không thì chúng ta chưa biết nhưng các công ty còn lại đã bắt đầu rụt rịch đi theo cái chiến lược của Hoa Kỳ. Thì quý vị, trong đó công ty Google được xem là công ty vốn là trên nguyên tắc họ không có một cái trang web nào ở tại Trung Quốc. Nhưng công ty Google lại làm chủ Android là một cái hệ thống vận hành trên các cái thiết bị di động gồm có tablet và à, à, và cái phone cầm tay. Và cái hệ thống vận hành này đang được các công ty của Trung Quốc sử dụng. Đáng lý nó bị cấm từ năm 2018-19 rồi. Là lúc đó Google đã xin ông Trump. Thời điểm đó là cho họ một thời gian để từ từ công ty Huawei. Tức là cái công ty mà bị ông Trump lên án đó. Thì từ từ cho cái công ty đó có một cái thời gian để đi kiếm một cái hệ thống vận hành khác thay thế. Tại vì nếu mà rút một cái bập một cái là coi như cái hệ thống của Huawei sụp đổ. Họ sử dụng cái hệ thống vận hành của Google tức là Android thì google sau khi mà joe biden lên thì họ lơ luôn họ làm lơ luôn họ không nói tới nhưng bây giờ hệ thống android này đã bị soi đẹp bởi vì trung quốc đang à, gọi là hiện đại hóa quân đội của họ thì à, tất cả những cái vận hành hiện nay trên cái à, à, thiết bị của họ là dùng à, thứ nhất là của một phần à, os của apple thứ hai là android của google và thứ ba là Windows của Microsoft. Tất cả các cái hệ thống vận hành máy computer của Trung Quốc bây giờ là là chạy theo cái hệ thống vận hành này. Có nghĩa là giờ này thì Trung Quốc đang còn lệ thuộc rất nhiều vào cái nền kỹ thuật của Hoa Kỳ. Nếu cắt bỏ ngay lập tức thì đương nhiên nó sẽ gây ra một cái chấn động lớn, nhưng từ từ rút ra để cho Trung Quốc tự mình có cái riêng của họ, giống như tình trạng của Nga thì quý vị tôi nghĩ rằng là các công ty đang từ từ rút khỏi cái nguồn đầu tư ở Trung Quốc và hiện nay quý vị thấy là chính Bắc Kinh đã thú nhận tình trạng thê thảm về kinh tế sau khi mà Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu và gần như là cô lập và giới hạn cái xuất cản của Trung Quốc bằng chứng là Bộ Lao động của Cộng sản Trung Quốc đã xóa đi tất cả các dữ liệu liên quan tới tình trạng thất nghiệp của giới trẻ Trước đây thì tôi biết con số là 200 triệu, nhưng bây giờ có lẽ con số lên quá cao khiến cho bộ lao động phải xóa đi tất cả những dữ liệu này trên trang web của họ và không ai biết được là số lượng người trẻ ở Trung Quốc thất nghiệp là bao nhiêu. Con số này tôi nghĩ là gấp đôi, tức là từ 400 tới 500 triệu. 400 tới 500 triệu người. Do đó, con số quá cao khiến cho bộ lao động cộng sản Trung Quốc đã phải giấu lại tất cả những dữ liệu này không để trên trang web của họ. Thì quý vị, tất cả những tin tức này và tất cả những cái chính sách và những cái chiến lược của Hoa Kỳ cho thấy rằng là cái việc chuyển trục là một cái việc cụ thể. Thứ hai là tách rời nền kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đang trong tiến trình. Và cuối cùng là sẽ cắt bỏ mối quan hệ với lại cộng sản Trung Quốc. Đây là cái tiến trình mà Hoa Kỳ đang đi và một mặt họ phải ra cho các công ty của của Hoa Kỳ có thời gian rút bớt nguồn đầu tư ra khỏi Trung Quốc. Và mặt thứ hai, họ muốn cho đồng minh của họ cũng có thời gian để giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc trong đó ở Á Châu nổi bật nhất là Nam Hàn nổi bật nhất trong các đồng minh của Hoa Kỳ Nam Hàn lệ thuộc nguồn nguyên liệu của Trung Quốc một Nhật Bản một phần và Đài Loan một phần nhưng Nhật Bản và Đài Loan thì cứng rắn đủ cứng rắn để mà tách rời được Trung Quốc riêng Nam Hàn thì ông Yun Seok-joon vừa mới lên được hơn một năm ông đã bắt đầu có những cái đáp ứng những cái chiến lược của Hoa Kỳ nhưng các công ty của Nam Hàn lệ thuộc rất nhiều nguồn nguyên liệu của Trung Quốc và giờ đây ông phải làm việc với Nhật Bản, với Úc và với Đài Loan và một số những quốc gia ở Á Châu để tìm cái nguồn nguyên liệu khác thay thế để cái hệ thống sản xuất của Nam Hàn không bị ứ động hay là không bị ngưng lại trước khi mà Nam Hàn tách rời và đối đầu với Trung Quốc. Thì quý vị ngoại trừ Nam Hàn ra thì cho tới giờ phút này thì tôi thấy rõ ràng là ông Yun Sejong đang có hướng này điều quan tâm nhất của ông là giải quyết cái nguồn nguyên liệu cho Nam Hàn. Làm cách nào mà Nam Hàn có được những cái nguồn nguyên liệu mà không cần tới Trung Quốc, thì ông sẽ dứt khoát trong vấn đề của Trung Quốc. Ngay cả cái phiên họp ngày hôm nay ở tại Kem David, sở dĩ mà cái tên của China chưa được đưa là vào văn bản là sự cân nhắc của ông Yunsejion. Tức là trong cái văn bản thông cáo chung giữa ông Fumio Kishida và à ông Fumio Kishida và ông Joe Biden cũng như ông Yoon seok ngày hôm nay thì các nhân viên dưới quyền đang thảo luận cái văn bản thông cáo chung, trong đó có nên hay không nên đưa cái tên Trung Quốc vào cái thông cáo này. Tức là sự cảnh báo về sự đe dọa của Trung Quốc. Thì quý vị cho thấy rằng Nam hạt lệ thuộc khá nhiều cái nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc và Yoon seok đang từ từ tìm đủ mọi cách. Thứ nhất là trấn an các công ty của họ. Thứ hai là tìm cái nguồn nguyên liệu cung cấp bên ngoài Trung Quốc trước khi mà ông có một thái độ dứt khoát và cứng rắn đối với Trung Quốc. Mặc dù trong thời gian gần đây, ông đã có những chính sách tương đối cứng rắn, nhưng nó cũng giảm lực hết 3-40% là bởi vì cái nguồn nguyên liệu Trung Quốc sẵn sàng cắt bỏ. Và họ đã làm với Hoa Kỳ. Do đó, ông uh, Yoon Seok-yong vì an toàn cho cái, uh, uh, cái ngành sản xuất và công nghiệp và kỹ thuật của Nam Hàn ổng phải nhẹ tay một chút cho tới khi ổng kiếm được một giải pháp khác thay thế các cái nguyên liệu từ Trung Quốc. Quý vị, từ ở bên ngoài chúng ta nhìn vào cục diện thì Nam Hàn là quốc gia duy nhất trong khối đồng minh của Hoa Kỳ đang dần dần tách rời cái nguồn lệ thuộc nguyên liệu từ Trung Quốc. Quốc gia thứ hai ở tại Á Châu là New Zealand. New Zealand vốn là đồng minh của Hoa Kỳ. Tuy nhiên quốc gia này lại đi hai hàng rất nhiều trong cái mà uh, cuộc đối đầu với Trung Quốc, họ không hề lên án Trung Quốc trong cái vấn đề gọi là đàn áp tại Tân Cương và họ cũng không lên án Trung Quốc trong cái vấn đề gọi là có những hành động à, gọi là hung hăng trên biển đông và cái nguồn đầu tư của Trung Quốc tại New Zealand được xem là khá nhiều và New Zealand được xem là một trong những quốc gia duy nhất đồng minh của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng nặng nề bởi Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề tức là bị cái giới thương gia Trung Quốc gây ảnh hưởng tới chính sách của họ và kế tiếp là Úc Úc trước đây dưới thời của ông Scott Morrison thì ông rất mạnh mẽ với Cộng sản Trung Quốc nhưng mà dưới thời của Anthony Albany thì ông này bắt đầu mềm dẻo với Trung Quốc mặc dù về chiến lược quân sự Úc vẫn là đồng minh của Hoa Kỳ thậm chí là đang xây dựng cái liên minh AUKUS để kềm chế Trung Quốc nhưng mà Anthony Albany vừa muốn kềm chế Trung Quốc lại vừa muốn có thị trường của Trung Quốc nữa. Do đó, nếu Hoa Kỳ đi cái đường hướng cứng trắng này, thì bắt buộc Anthony Albanese một là đứng về phía Trung Quốc, hai là đứng về phía Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng là ông ta không có đứng về phía Trung Quốc rồi. Do đó, ông ta phải buộc lòng, phải chấm dứt tất cả những cái thương thảo bây giờ với Trung Quốc. Thì điều còn lại là hai quốc gia mà tôi cho rằng là đang có nguồn lệ thuộc vào Trung Quốc Thứ nhất là Nam Hàn, thứ hai là New Zealand. Nhưng Nam Hàn may mắn là có ông tổng thống cứng rắn, bảo thủ. Còn New Zealand là lực lượng cánh tả dễ thỏa hiệp. Do đó, cho tới giờ phút này chúng ta chưa biết như thế nào. Nhưng nếu Hoa Kỳ chặt bỏ tất cả các mối quan hệ thì New Zealand sẽ không còn chọn lựa. Một là đứng hẳn về phía Hoa Kỳ. Hai là chọn phía Trung Quốc. Thì tôi chưa biết New Zealand thì từ xưa tới nay New Zealand toàn là đảng cánh tả lên nắm quyền không. Do đó, tôi còn chưa biết được cái tình hình của New Zealand ra sao. Riêng phần Âu châu quý vị sẽ là một bài toán phức tạp cho họ. Nếu Hoa Kỳ cắt bỏ tất cả các mối quan hệ. Tại vì sao quý vị, nó ảnh hưởng toàn bộ Âu châu và tôi nghĩ rằng Pháp Đức sẽ tìm đủ mọi cách phản đối. Lý do, nếu Hoa Kỳ cắt đứt tất cả các mối quan hệ với lại Trung Quốc thì tất cả những cái gì dính dáng tới Trung Quốc đều không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ đều không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Vậy thì Pháp, Đức, Ý đều kẹt. Tại vì ba quốc gia này đều có cái lượng đầu tư ở Trung Quốc khá cao. Đặc biệt là Đức. Đức vừa là câu quốc gia sản xuất, vừa sử dụng cái thị trường Trung Quốc là là cái thị trường sản xuất cho họ và là cái thị trường tiêu thụ của họ. Và tất cả những mặt hàng mà Đức sản xuất tại Trung Quốc đều xuất cản qua Hoa Kỳ. Và nếu dính dáng tới Trung Quốc thì Hoa Kỳ sẽ chặn. Vậy thì đây sẽ là bài ca toán rất khó cho Đức, Pháp cũng vậy. Pháp sử dụng cả hai cái nguồn nhân công, hai cái nguồn thị trường, tức là thị trường nhân công sản xuất giá rẻ và thứ hai là thị trường tiêu thụ của Trung Quốc. Hai quốc gia này được xem là có một cái mối quan hệ rất sâu đậm với Trung Quốc. Họ lệ thuộc rất nhiều những cái nguồn cung cấp từ Trung Quốc. Từ nguồn cung cấp nhân công, từ nguồn cung cấp nguyên liệu cho tới cái thị trường tiêu thụ, họ đều lệ thuộc vào Trung Quốc do đó nếu hoa kỳ mà đi tới một cái cứng rắn cắt bỏ các mối quan hệ này pháp và đức sẽ tìm cách cản trở những quốc gia khác trong liên hiệp âu châu họ sẵn sàng đáp ứng kể cả anh quốc luôn kể cả anh quốc họ sẵn sàng đáp ứng nhưng pháp đức sẽ phản đối bởi vì nó gây thiệt hại cho pháp và đức xưa nay pháp và đức trục lợi là nhờ cái thị trường sản xuất giá rẻ của trung quốc và thị trường bán mặt hàng giá cao tại hoa kỳ hàng hàng của đức hàng của pháp toàn là hàng hiệu không quý vị giá của họ bán hoa kỳ đâu có rẻ đâu nhưng họ có một cái lượng nhân công khổng lồ rẻ tiền ở trung quốc và cái nguồn nguyên liệu rất rẻ tiền ở trung quốc do đó bây giờ nếu mà hoa kỳ chặt bỏ các mối quan hệ với trung quốc thì có nghĩa là những mặt hàng của họ không xuất cản được vào hoa kỳ nếu họ muốn xuất cản họ phải sản xuất tại đức tại pháp và dùng nguyên liệu của nước khác thì họ mới xuất cản được vào Hoa Kỳ. Thì coi như là họ sẽ mất một cái mối lợi rất lớn từ Trung Quốc. Do đó, về phía Âu Châu thì tôi thấy rõ là Pháp, Đức sẽ phản đối. Ngược lại, các quốc gia ở Đông Âu và Trung Âu họ ủng hộ mạnh mẽ. Có nghĩa là nếu Hoa Kỳ mà cắt bỏ mối quan hệ với Cộng sản Trung Quốc thì Âu Châu sẽ lâm vào tình trạng bị chia rẽ. Một nửa Âu Châu, tức là các quốc gia ở Trung Âu và Đông Âu, họ sẽ ủng hộ chính sách này của Hoa Kỳ. Tại vì sao họ ủng hộ? Là bởi vì Pháp, Đức và các quốc gia khác phải đem việc làm vô các nước nước của họ. Nếu không muốn sản xuất tại Đức, tại Pháp, giá cả chi phí cao, muốn rẻ hơn thì phải tới các quốc gia của Trung Âu và Đông Âu. Có nghĩa là nền kinh tế của các quốc gia Trung Âu và Đông Âu thăng tiến hơn. Khi mà Pháp, Đức bỏ nguồn nguyên liệu và nhân công ở tại Trung Quốc và chuyển qua các nước Đông Âu và Trung Âu. Hoặc là Á Châu khác. Thì quý vị, những nước ở Đông Âu và Trung Âu họ được hưởng lợi. Do đó họ ra mặt ủng hộ cho Hoa Kỳ. Ví dụ một công xưởng sản xuất xe tại Đức thay vì phải dùng đồ phạt tức là các cái phụ tùng và nguồn nhân công rẻ ở tại Trung Quốc thì bây giờ họ có thể dùng nguồn nhân công ở Ba Lan, ở Cộng hòa Séc, ở Slovakia, ở Estonia, ở Latvia, ở Lithuania, những nơi này cũng có nguồn nhân công mặc dù không rẻ hơn Trung Quốc, mắc hơn Trung Quốc nhưng vẫn còn rẻ so với mướn công nhân tại Đức và tại Pháp. Do đó, các quốc gia của Đông Âu và Trung Âu nằm trong EU, họ sẽ ra mặt ủng hộ Hoa Kỳ. Nhưng mà Pháp, Đức thì sẽ phản đối quyết liệt. Tức là một cái sự chia rẽ của Âu Châu. Chưa kể cuộc chiến của Nga đang tác động vào khu vực này. Do đó quý vị, phía Âu Châu tôi nghĩ rằng sẽ có một cái uh, sẽ có một cái sự chia rẽ trầm trọng. Riêng các quốc gia ở tại Trung Đông thì họ còn lệ thuộc vào ai nắm quyền ở Hoa Kỳ. Nếu một cánh bảo thủ lên nắm quyền ở Hoa Kỳ thì Trung Đông sẽ gắn kết với Hoa Kỳ một cách chặt chẽ. Còn nếu lực lượng cánh tả như Joe Biden bây giờ thì họ sẽ giữ khoảng cách. Bởi vì lực lượng cánh tả này luôn công kích chế độ của họ. Nhất là những vấn đề liên quan tới an sinh xã hội rồi môi trường thì quý vị những quốc gia ở Trung Đông không thích Saudi Arabia, Vương quốc Ả Rập thống nhất hay là Kuwait, Bahrain, Qatar họ đều không thích. Tại vì xã hội họ là xã hội bảo thủ. Do đó, những quốc gia này còn phải xem ai là lãnh đạo Hoa Kỳ. Nếu lãnh đạo Hoa Kỳ là một đảng bảo thủ, tức là Đảng Cộng hòa thì họ sẽ thắt chặt cái chiến lược đối phó Trung Quốc. Họ sẽ giảm việc xuất cảng dầu thô Nhiên liệu qua Trung Quốc Và họ sẽ giảm dần tất cả sử dụng các cái thiết bị của Trung Quốc Theo yêu cầu của Hoa Kỳ Thì quý vị, nó còn tùy thuộc vào ai lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ Ở tại Trung Đông Nhưng riêng tại Âu Châu Thì một sự chia rẽ trầm trọng Còn tại Á Châu Thì gần như là các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ Tại Á Châu sẽ tất với Hoa Kỳ Nhật Bản, Đài Loan Và kể cả Úc Chỉ còn lại New Zealand và Nam Hàn mà Nam Hàn thì đang trong cái xu hướng hợp tác với Hoa Kỳ. Điều lớn cấn của Nam Hàn là nguồn nguyên liệu cung cấp thôi. Do đó quý vị, nếu mà chặt bỏ mối quan hệ này, chúng ta sẽ thấy rõ cục diện từ Âu sang Á. Và cuối cùng quý vị, Hoa Kỳ sẽ đi tới giai đoạn này. Bởi vì các chính sách của Joe Biden bây giờ đang cứng rắn với Trung Quốc. Ngược lại, các chính sách của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, họ quyết tâm là sẽ cứng rắn hơn rất là nhiều. Trong đó họ không loại trừ việc chặt bỏ tất cả các mối quan hệ với Trung Quốc. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích hiếu tinh nhật ký của Phong phần 1 ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần 2 của hiếu tinh nhật ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.